quay tiếp Mai Đỏ. Mai Đỏ này thì nhà em cũng về được một thời gian rồi, nó cũng phải rơi vào khoảng độ 20 ngày một tháng rồi ý. Thì cây nhà em về thì nó chỉ có lên chồi như vậy thôi này. Khi mà nhập về ấy, nó chỉ mới lên chồi như vậy thôi. Thì đến bây giờ ấy thì nó bắt đầu cũng đã ra lụ rất là nhiều rồi. Có cây thì nhiều lụ hơn, có cây thì ít lụ hơn. Và em cũng giải quyết thắc mắc của mọi người luôn ý, là khi mà Mai Đỏ nó ra hoa lúc này luôn thì Tết nó có ra hoa không? Mọi người hỏi em rất là nhiều. Thì cái Mai Đỏ này có đến Tết nó vẫn ra hoa nhá. Mai Đỏ này cơ chế của nó là ra hoa quanh năm mọi người ạ. Đây nó ra qua hoa canh năm nha. Thì lúc này nó bắt đầu nó lẩy chồi lên như này này mọi người. Thì cứ giáp Tết ý, thì mình bắt đầu mình tuốt hết các cái lá này đi nha. Tuốt hết lá đi và các cái cùi, và các cái cùi hoa này, cái gốc của hoa ấy, thì mình tuốt hết đi. Thì khoảng vào tháng 11 là mình tuốt rồi. Cuối tháng 11 mình tuốt thì đến Tết ý, nó làm đúng vụ Tết thì nó lại ra hoa tiếp luôn nha. Nó chỉ khoảng độ 3 tuần thôi là đã ra hoa rất là nhiều rồi. Mai Đỏ này nó ra hoa quanh năm nha. Đây là bắt đầu của một vụ hoa tiếp. Là khi tuốt về thì khi mang về thì nhà mình cũng đã tuốt hết hết lá từ bên kia. Cây rất là đẹp ạ. Thân gốc này. Thân gốc của nó nha. Rất là đẹp.